Hi, cho tất cả anh em yêu thích game lân vân chi kiếm. Thì trong video này mình sẽ review từng cái móc của cái thằng quà VIP 4. Thì đây là phần quà của VIP 4 này. Thì nói chung là lên xong cái bộ này thì sẽ rất là thốn anh em ạ. Nó tầm 2 triệu 8 đến 3 triệu gì đó. Mình cũng không cần cho lắm. Nhưng mà mình sẽ không lên một lần một nè. Tại vì mình người làm clip mà, nếu mình lên một lần một thì mình cũng không còn cái gì để mình lên, cho nên là mình mỗi một ngày mình lên tí xíu vậy đó anh em ơi. Thì trong ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ không lên được hai món này, tại vì trong video này á, trong cái ngày hôm nay, trong sự kiện này á, thì trong cái phần nó tích nạp á thì nó sẽ có cái đây. Thì ở đây cái sự kiện nó còn 3 ngày nè, thì mình sẽ chia ra. Thì cái ngày đầu tiên mình sẽ nạp 500, ngày thứ hai 500 và ngày thứ ba là nạp 1 triệu nè, cho nó vừa đủ. Ủa à, đúng rồi, ngày 500, ngày thứ hai 500 nữa là 1 triệu, ngày thứ ba 1 triệu nữa là nó sẽ đủ ba cái móc này, là 3 ngày luôn anh em ơi. Chứ bây giờ mà nạp một phát một hết rồi mình cũng cái mai mình cũng hôm nay mình có cái clip thật là hay, thật là đẹp, nhưng mà ngày mai thì mình cũng không còn cái gì để mình làm anh em, sạch bách luôn. Cho nên là mình phải làm từ từ từng ngày anh em ơi. Nếu anh em ủng hộ rồi cái cách như vậy thì cho mình xin một like nha, để chia sẻ cái ý kiến của anh em ha. Rồi thì trước tiên mình để mình nạp cái này vô thì mình sẽ dọn cái kho trước anh em ơi. Tại vì lúc nãy mình treo đồ lên chợ nè, treo lên chợ là nó bị nuốt mất mẹ trang bị, nó bị lỗi gì á. Đấy, hồi nãy mình treo lên nó bị mắc, nó bị mắc anh em. Bởi vì mình không dám treo cái này lên nó đỡ kho nè. Đó, nãy mình treo lên cái này mất tiêu à. Đó, mình treo lên. Đó, vì nó lên lại rồi, hồi nãy treo lên là cái chỗ này nó mất tiêu luôn. Nó mất tiêu, nó không còn hiện cái gì hết, cho nên là mình cũng sợ nữa anh em. Mình cũng ngại với nó, mình không dám để lên. Bây giờ cái mình thoát ra mình đăng nhập vô lại nè. Thoát ra mình đăng nhập vô lại thì mấy cái này thì nó đã hiện lên lại rồi. Chết bà rồi anh em ơi. Nếu mà nó hiện lên lại thì mình săn dịch, mình gọi một cái ảo quá của mình. Chết bà rồi, bị người ta mua rồi nè anh em. Đó, thấy không? Tại vì cái con lon của mình chuyển qua đây á, là nó mất tiêu à, mình không nhìn thấy được. Chuyển cái ảo quá này nè, nó chuyển lên đây mà cái không nhìn thấy. Để con lon để lên nó cũng mắc cái gan như kính vậy đó anh em. Nó rồi để lên nó cũng bị mắc luôn. Rồi bây giờ nó hiện lên thì mình bị người ta phỏng tay trên rồi. Nói chung là mình không để ý, tại mình reset máy lại nữa anh em. Mình reset máy lại nó, cho nên là thấy nó vậy đó. Rồi anh em để mình tí nè. Thì nói chung là cái hoạt động nhiệm vụ của anh em ơi, chợ này thì bán nó trả lại nè, thì mình chỉ cần bỏ mấy cái chợ này ra là được rồi. Đó là mấy cái này là nhận mới nè. Cay thì chứ lúc nãy nó bảo trì vậy nè, nó bảo trì anh em biết sao, cái nó bị lỗi nè, nó bị lỗi bot á, con bot nó trâu quá. Mà trong khi con bot nó trâu quá mà nó bảo trì lại nó không có thông báo anh em ơi. Cái đầu mình tới 6 giờ đó, tới 6 giờ thì nó có sự kiện mà nhân 2F á. Mình vừa vô luôn á, mình vừa vô mình ghép 5 lần mình vừa vô luôn á anh em. Thì không biết trời xui đất khiến, nó chính xác 100% luôn, vừa vô cái là vừa bảo trì luôn á nè. Rồi xong, 5 lượt của tôi mất tiêu. Cay thiệt chứ, mà không phải một mình bị đâu, có vài anh em bị nữa. Tại vì á, thường anh em là 6 giờ là cái móc nó có ép anh em. Nó có ép nhân 2 đó, để mọi người ta đi đánh quái hay treo máy hay gì đó. Tại cái sự kiện của nó mà. Nó đầy quá đầy anh em ơi. Đúng là mấy cái này nó xử lý khó thiệt luôn á. À mẹ, không lẽ mình lôi 4 cái món này ra mình đập luôn quá anh em. Lỡ rồi anh em, cho mày thất bại cho mày chết. Cái tội mình đứng ở đây mình nằm mày cản tao hoài luôn á. Không có cái chỗ nào để mà. Mày lên không? Lên không? Nó được chọc tao. Hồi nãy mình thất bại 3 cái liên tiếp. Cái thứ nhất mình ghép trang bị bằng 1, cái thứ hai ghép trang sức, hai cái trang sức bằng 11 luôn. Hai cái trang sức bằng 11 anh em. Đấy. Ghép lên thất bại 3 cái liên tiếp luôn anh em ơi. Xui gì đâu luôn á.
cái này hên xui anh em, ngày có thể là anh em kiếm được một mảnh, hai mảnh, hoặc có khi ba mảnh, bốn mảnh luôn anh em ơi. Trời ơi á, cái 1, 2, 3 bậc 6 luôn, mấy cái bậc 6 gì trời, bố mẹ. Mấy cái bậc 6 bây giờ đối với mình nó cũng khá là quan trọng lắm anh em, tại vì nó dùng để mà để nâng cấp, để nâng cấp cái binh khí á, nâng cấp binh khí á. Cho nên là giờ nó hiếm quá. Trang bị bậc 6 thì cũng nâng được, nhưng mà bậc mấy cũng nâng được, chỉ là trang bị đỏ là được. Bên mình mới reset máy lại, cho nên là nó đầy đủ lại hết. Nó ra mấy cái sủng năm. Trời ơi, không biết sao anh em ơi, cái con boss môn khoái mà ở level 380 bên Link Server anh em, cái con boss nó vừa xuất hiện ra chém một phát một và mình nghĩ chắc nó bị lỗi đó anh em ơi, nó bị lỗi cho nên là anh em khó ăn lắm. Vô là cái con boss chỉ cần một chiêu một thôi là cái con boss từ 90, từ 100% xuống còn 70% bắt đầu nó lên hậu thuẫn luôn, lên hậu thuẫn luôn. Cái này mình đoán anh em là nó bị lỗi chắc luôn á, chứ không phải đâu. Tại vì boss thường anh em, boss thường là anh em đánh nó cả buổi nó mới chết, còn bây giờ ý là boss liên server mình đánh đi ra, boss liên server nó trâu lắm anh em ơi, mà đánh vô là nó một phát một nó chết là chắc chắn nó lỗi rồi. Anh em đợi mình tí nha anh em, tại vì nói chung là nạp vô thì chơi vui thôi cũng không có gì hết anh em ơi, mà nạp vô cái một thì nó hết rồi, mình sẵn đây mình anh em xem mình dọn kho thì coi nó hên xui nó có ra được mảnh nào anh em, nhiều khi nó hên nó ra được mảnh anh em ơi, còn nó xui thì mình phải dọn gác thêm giống gì hết á. Rồi nói chung là hôm nay xui luôn đó anh em, còn hai cái hộp này, ba cái hộp này chết bà rồi anh em ơi. À cái con này á, cái con này nó hình như nó chưa mở tính năng này, như là cái này chắc 12 con giáp á anh em ơi, tính năng 12 con giáp á, chắc là nó cũng chưa mở tính năng này đâu. Thư nè, ủa sao không gian túi đồ không đủ vậy ta, không gian túi đồ không đủ. Có 3 món, có 3 món là còn báo không đủ á. 1 hộp 2, 3 đấy. Cái này hạ kệ thì không nói nè. Cái gương mệt mỏi này thì mình sẽ lựa chọn, nói chung là chắc là lựa chọn boss đi server của anh em ạ. Boss thế giới thì anh em gì ăn nhiều rồi. Boss Link Server mặc dù biết rằng đánh con boss ra được có 3 món là hên xui nè, nhưng mà cũng phải ra nó, tại vì một ngày anh em chỉ đánh được có 3 con thôi à, đâu có đánh nhiều được đâu. Rồi mình nói thiệt, nếu mình đánh nhiều được đó là mình cũng chơi nó luôn anh em, mình cũng không. Ê cái gì vậy ta? Mình mới dùng cái gì vậy ta? Ủa cái phần thưởng nó tặng cho mình nhiều lắm anh em ơi. Mình đâu có gì đâu, hay là mình nạp, chứ nạp mà. Ủa cái phần thưởng cho mình nhiều như vậy? Trời ạ. Ủa nhiều lắm anh em ơi. Ủa mình sao nãy mình thấy có 3 món vậy ta? À, chết bà rồi, nói chung là mặc nhầm trang bị rồi anh em ơi. Bà nội cha nó. Đây nè, mặc nhầm trang bị rồi anh em ơi. Hèn chi nó đều có tụt, nó tụt xuống luôn. Cái này nó bị lỗi đó anh em, nó bị lỗi, nó hiện trang bị lên mà nó bị lỗi cái hình dáng á. Ủa rồi sao ta? Ủa tự nhiên này sao nó thiếu món vậy? Rồi đá mình đâu? Trời ơi là trời, nó làm mình giật mình luôn, ông nội ông mẹ luôn. Nó cay thiệt chứ. Đâu mà tự nhiên nó lội ra mấy ông nội. Mà
mày hả mày, 30k còn nữa không, mày hả quả 21k, hai quả nữa 30k, rồi hết rồi em ơi. Đấy, một cái nhánh cây nhánh cây hả mày, đó giờ được rồi, phải rớt viên đá ra luôn anh em ơi. Mà hành động nữa làm giật mình ra, mình coi mình tưởng nó tăng là chiến ngay vậy, nó tụt anh em ơi, phải thiệt chứ, dám tụt được chiến, dám tụt được chiến của anh hả em. Ủa sao chú Linh tăng được con tí xíu được chiến à. Hôm nay nó cập nhật lại anh em, nó cập nhật là nó mở thêm công đình chiến nè, nó mở thêm ngũ hành, nó mở thêm ngũ hành luôn anh em. Thì nó thông báo trang bị ngũ hành là anh em phải đi phó bản hay đi cái gì thì mình cũng chưa biết, nhưng mà nói chung là đánh trong cái hoạt động anh em, hoạt động đó thì cũng giống như trong giống như công thành chiến vậy đó, tự tựa nó tương tương nhau vậy đó, thấy vậy thôi, chứ mình cũng chưa đi lần nào nữa, thì nó mới cập nhật ngày hôm nay thôi à. Chắc là ngày mai tới rồi, ngày mai tới bắt đầu đã có đánh thử rồi đó nè, để mai coi thử làm sao, chứ giờ thì mình cũng chưa biết nó đánh làm sao luôn anh em ơi. Rồi để coi mình dọn tới đâu rồi ta, hôm nay đen quá anh em ơi, không được bánh não chân luôn anh em ơi. Nó thì mình cái này đúng là liên server đúng không anh em, đúng mà hiệp kích đảo, hiệp kích đảo đúng luôn á, là mình đánh một con boss chỉ có được có ba món trang bị của thằng liên server thôi, còn mấy thằng khác còn như là toàn là trang bị của nhân vật không anh em ơi. Bèo một cái luôn á. Nó lên mấy cái trang sức này nhiều quá, làm rối mắt hết trơn luôn anh em ơi. Nè bây giờ nó tùm lum hết trơn, nó thiệt anh em, giờ nó thiệt. Mình không biết đường nào mình dò, mà mấy cái này thì nó lại không cho mình mở bằng, nó không cho mở bằng hoàng phá mấy đao đây, chìa khóa không đủ, có thể dùng kim nguyên bảo bổ sung cũng làm gì giàu lắm vậy anh em ơi, mở mấy cái này ra tốn muốn chết luôn. Thôi để mình ghép một cái nữa coi em, mình coi mình cái nào mình ghép được, mình ghép không không được thì mình bỏ ra anh em. Nó trang bị 7 nè, trang bị 7 vậy nên rồi thì mình nạp đây luôn anh em ạ. Làm biến lên web cũng mới gan vậy thôi, cũng vô cái móc này thì chưa nạp móc 1 triệu lần nào luôn nè, 1 triệu, 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu chưa nạp lần nào hết trơn anh em. 500 thì có, 500 thì có đấy. Rồi thì vàng thì để đây anh em, 5k thì để đây anh em, để ngày mai nạp, ngày mai một cái nữa bắt đầu mình sẽ mua cái phần quà VIP 4 của cái gói thái đấu này đó, hoàn thành cái nhiệm vụ thái đấu thì nó mỗi một cái như mua vậy nó đều có tên nè, thái đấu siêu phàm từ từ thì có hết anh em ơi. Thì tạm thời mình nạp thì mình cũng chưa sử dụng số vàng này, cho nên là đáng lý ra thì nói chung là mua luôn cũng được anh em, mình mua mình làm nhiệm vụ một phần thằng này cũng được, rồi ngày mai mình hoàn thành cho nốt cũng được anh em. Tại vì sao, tại vì nó thì mình mua ví dụ như nó yêu cầu mình kích hoạt cái phần mì hải sản, nó mì bán đắt chết mẹ luôn, một cái tô mì mà nó bán gần nhiêu ta, gần 500 ngàn luôn á anh em, phải giỡn đâu đúng không. Để coi mì hải sản nè và kích hoạt tế nguyệt thanh phong đúng không. Để coi mì hải sản, đây mì hải sản 3k nè, tới nguyệt thanh phong 5k nè anh em, đấy 5k mắc dữ dằn không, mà cái này nó chỉ là kháng hội tâm thôi nha anh em, thấy tới nguyệt thanh phong đấy. Còn nếu mua cái này cũng được anh em, bây giờ mình nghĩ mình mua cái này đi anh em, mua cái móc này nó sẽ đúng hơn. Nếu mình mua cái móc 3k anh em thì nó không đủ cho cái phần 3k2,
với lại tiêu tiêu nó cũng không đủ 5k nữa nè. Cái ngày mai mình nạp 500 nữa là mình mua cái này nó vừa đủ luôn đấy, là nó sẽ hoàn thành cái này đấy. Rồi trước tiên là mua cái gói mua cái tô mì này nè. Đúng luôn anh em ơi, cái tô mì của cái quán này là nó bán 500k thiệt luôn á. Đây nó chỉ có 100k là kiến thôi. À nói chung là 100 cộng mì á, được 100 cộng mì á. Rồi trước tiên là lên cái này trước đi. Đấy tế nguyệt thanh phong đúng không? Dùng ba trăm mấy k nè. Đây nó sau này nó còn cái bộ mùa hè này nữa anh em ơi, mua mấy cái bộ này thì nó tốn. Nói chung là tới đây là đi nửa đường rồi nha anh em, nói chung là tới đây là nửa đường rồi đó. Thì up từ từ anh em ơi, để xem cái bộ này cái này gọi là gì ta, bộ thái đấu đấy. Thì đây thì mình nhận thì cũng không có gì đâu anh em, để ngày mai mình nhận luôn cái gì hết. Rồi ngày mai cái nạp vô cái là mua cái bộ này là mình sẽ lên được mấy cái cục này. Rồi xong rồi cái ngày mốt bắt đầu tới cái này. Mấy cái này thì nó đỡ một cái nè, bên cái bộ này thì nó nhẹ hơn chút xíu rồi. Hình như cũng có một số mình đã mua sẵn, mình đã sử dụng rồi đó anh em. Không biết là mua rồi, một số mình đã mình mua rồi, không biết nó yêu cầu mình có làm lại hay không. Đấy thì trước tiên thì trong cái phần nạp này thì nó cũng có nhận rồi nè. À 500 là full móc anh em, 500k là full móc. Rồi này để đây đi, chừng nào mai tính tiếp anh em ơi. Bữa nào cái này thì mình thấy nó không cũng không im cho lắm đâu, nhưng mà nó xài bên cái phần BK và phần BK hợi ấy nè. Mấy cái này thì mình cứ ưu tiên mình nhận trước đi anh em ạ. Lấy tích lũy nạp. Đó bây giờ cái này thì mình sẽ để dành lại, sau này cũng có thể mình sẽ up cái phần bích ngọc lưu ly này nha nè. Cũng có thể mình sẽ đổi bích ngọc lưu ly chứ mình sẽ không đổi cái quyền thiết, tại vì á cái bích ngọc lưu ly này hình như là anh em ăn boss nó không có ghê anh em ơi. Đấy mà cái đá quyền thiết thì anh em ăn boss nó sẽ có ghê nha. Nên anh em nhớ nè, cái này 6 giờ, vừa đúng 6 giờ luôn, 6 giờ chút xíu mà đi qua 6 giờ tầm khoảng 5 phút 7 phút gì đó, chút xíu gì đó là mình đầu mình vô ép, tại vì cái thời gian này nó có nhân 2 mà. Và boss này thì mình ăn mấy ăn nãy giờ nè, nó toàn là bạc không à, toàn là bạc không à, không có cái vật phẩm gì nó có giá trị luôn á. Thì đây thì nó còn ngày cuối cùng nha, có giờ nữa là hết rồi, cho nên mình nhận cái này luôn anh em. Nhiều khi mình cũng muốn làm một cái cho nó nhiều, nhưng mà phần thưởng này cũng không có ngon cho lắm anh em thấy nè. Mặc dù 8 cái này thì cũng mấy trăm đúng không. Đó, ưu đãi nạp liên tục thì được cái này. Cái này mình cũng chưa biết được cái gì nữa mà. Đó, thì tạm thời mình sử dụng cái này đi, gương mặt ngang. Chết bà, nó túi lại thiếu nữa đó anh em ơi. Đấy, cái phần túi này nó làm khó mình quá, làm khó mình. Ý là mình đã xóa bớt rồi đó. Anh em để mình tí nè. Cứ treo lên chợ gì hết. Đấy, treo. Anh em cứ hạ xuống, treo lên hạ xuống thôi anh em ạ. Quỷ này mình tính xóa rồi mà lúc nãy anh em treo lên nó mắc mà nó bị lỗi hay sao đó, đăng nhập. Chắc là nó bị lỗi do nó bỏ trì anh em. Bỏ trì nó chưa cập nhật hay sao á. Nếu anh em không bán thì anh em cứ treo đại giá cao anh em, còn anh em hạ xuống. Còn nếu anh em còn muốn chống nữa thì anh em cứ hạ xuống anh em, anh em cứ gỡ xuống anh em để vô thư vậy đi. À nó sẽ thừa cái này thôi à. Đấy. Con này bao nhiêu ta? 300% gì quên rồi đấy. À 300 mà chỉ là cơ bản thôi anh em ơi. Nó chỉ được 14% công thôi chứ thực chất là không có gì hết. Nó chỉ số cơ bản thôi. Để coi nó cái này sẽ đổi, mình sẽ không đổi nha anh em, mình sẽ để lại. Có nghĩa là ngày mai ngày mốt gì mình có nạp thì mình cũng để lại anh em. Cái sau này mình có được cái bộ trang sức anh em, thì anh em cũng biết rồi đó, mình sẽ ưu tiên lên cái bộ trang sức bạc mừ. Biết rằng nó khó nha, biết rằng nó rất khó, nhưng mà cũng vẫn phải là phải ưu tiên phải lên luôn anh em ơi. Kích mày này. Nói chung thì cái bộ này lên cái bộ VIP này thì mình thấy một số anh em lên trước rồi á, thì cũng không tăng nhiều lực chiến bao nhiêu đâu anh em ơi, cũng
tăng được một chút ít thôi chứ cũng không nhiều. À, 67 à. Đây rồi à. Quá. Mấy cái này quá trời luôn anh em. Đó như mấy cái này mình sẽ bỏ vô kho luôn nha. Cái nào vô kho được thì cứ quăng vô kho thôi. Đây rồi à. Này lấy ra đi. Từ ngày mình lên chuyển sinh 4 cái tỷ lệ nó rơi ra thấp lắm anh em ơi. Lên chuyển sinh 4 rồi mấy cái lửa này nó rơi thấp lắm. Đó, đây thì một nè, đây một cục nữa là hai cục nè. Nói chung thì tầm cái này tầm 6 viên à. Anh em biết không, cái mục tiêu của mình đó anh em, mục tiêu của mình là sẽ lên cái món này nè. Đó, lên cái món này nó 3 sao. Kệ anh em, nó khó thì khó chứ đầu game mình cũng phải cài, bắt buộc phải cài lên từ đầu anh em ơi. Tại vì sao? Tại vì cái món này á là nó tăng sát thương to lắm. Tăng tới 21% đặng. Cho nên là mình cũng ưu tiên anh em, mình cũng phải ưu tiên mình cho nó lên trước anh em ơi. Đó. Anh em thấy nè, nó tới 21% sát thương nữa nè. Cái kỹ năng cái, anh em đừng thấy 21% sát thương của kỹ năng này ha, nó tương đương với 20% sức mạnh công của anh em hiện có luôn á, rất là ngon lành luôn. Cái này mà nó kết hợp với cái này mà dành cho mấy cái con mà sát thương to, công to đó em, hỏi nói nó đánh chết luôn anh em, nó đánh anh em thủng dữ lắm. Bởi vì nhiều khi anh em mình úp cái này trước nè, ôi lộn đó, mình úp cái này trước nè để mình lấy cái giảm sát thương 18% để cho gặp mấy ông nào mà nạp. Đương nhiên người ta nạp nhiều rồi, người ta nạp nhiều ta làm cái nhiệm vụ VIP 4 rồi nè, đó thì lấy cái này mình có cái này mình còn giảm còn đỡ lên chút xíu à. Nếu mà này mình mà không có cái này nó quýnh mình út luôn á, bởi vậy mình cũng ngại lắm, cho nên mình ưu tiên cái đó lên trước anh em ơi. Trăm đúng không, mấy cái này dọn mấy cái này chết luôn, làm quá. Thời trang có gì đây ta? À, lâu lắm rồi mày có cái cảm giác tìm lại thời trang đó nè. Hồi đầu game vô là mình làm mình cũng thấy đỏ đỏ mấy cái này, mình tìm thấy bà nội luôn. Cuối cùng nó nằm bên cái động tác đấy, nghe chưa? Tìm trắng hiểu. Hên quá luôn. Còn nữa không? Hết rồi nè bạn. Có tiền mình sẽ ưu tiên mình mua cái kill này trước anh em. Cái kill này khá là ngon luôn á. Cái kill này trong 10 giây mà chỉ mất có 5% HP thôi. Nếu mà hai người mà ngang lực chiến nhau ha, hai người mà ngang lực chiến nhau mà người mà có cái này mà không có cái này là anh em thua chắc luôn. 10 giây anh em thấy 10 giây cái con số không phải nhỏ đâu anh em. Nó quýnh anh em sắp chết luôn á, nó quýnh anh em sắp chết, lúc đó anh em mới bò cái đầu lên anh em bị đấm nó mắc máu. Trong 10 giây nó quýnh anh em là te tua té ngã từ trên ghế xuống rồi. Ôi vậy mà cũng không tăng nhiều chiến anh em ơi. Để coi còn không ta. Được cái viên F nhân 3 anh em, được viên F nhân 3. Cái này thì không nói anh em, cái phần này thì cái phần này là nạp là bắt buộc phải có rồi. Đầu cái này, cái game này đầu game đỡ cái là không nạp cũng không sao được coi. Chưa cái này dùng cái này nó mới biết là ra cái gì anh em ơi. 7 luôn con. Ừ, hơn 5. Hai cái quyển này để ngày mai nè, để ngày mai tính. Tại vì mình có nhân 3, mình để mấy cái nhân 3 nè. Để mấy cái nhân 3. Để mình không biết mình đổi ra cái quyển nào đây ta. Này 30 mảnh anh em ơi. Để đây nè. Mình vô mình coi cái này. À 11 cái luôn anh em ơi. À 11 cái cũng chưa đủ luôn. Đấy. Thường anh em, thường mà mấy cái mà nó bán anh em thì trong mấy phần ngày có luôn, có được bộ kích luôn.
coi kệ nó cũng được đi ha. Này, cao thì cao chứ sao giờ. Cái game này cái tỷ lệ bạo thấp quá, tỷ lệ bạo rất thấp nha em. Tỷ lệ bạo tớp tớp mà nạp nhiều mà mới có được 9% đó anh em biết. 9% có nghĩa là anh em đánh 10 phát nó mới ra bạo được có một phát thôi anh em ơi, cũng không có nhiều. Trời ơi sao gái này hoài vậy, cái khác coi đổi coi. Trời ơi nó đổi cái con bèo hơn nữa. Khác 50. Ừ, cũng được đi. Có đỡ hơn không chứ sao. Ra mấy cái tàu 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 lao gì đó không à. Ra mấy cái đó là dùng mày luôn. Lên mấy cái dùng mày luôn. Tới lúc này là đỡ lắm rồi anh em ơi. Tới lúc này là có được chiến im lắm rồi đó. Giờ này mà mấy cái đỏ đỏ mà quất một phát là lên mấy chục ca không à. Ủa sao mà bèo quá ta, lấy 68 anh em ơi. Cái ngũ hành thì anh em lên sao cũng được chứ anh em. Mình hỏi bên kỹ thuật bảo là cái ngũ hành này anh em lên sao cũng được chứ. Thì quan trọng anh em cứ tính toán thôi trong server của anh em thôi. Thường trong cái ngũ hành này nó cũng có liên quan tới cái phần khắc ấn này. Nói trong phần khắc ấn này cũng có phần nói chung là bên phần ngũ hành, bên phần công mà đây. Thì anh em ưu tiên ví dụ như anh em lên một cái nào đi. Anh em lên một cái rồi đánh cho nó thủng cho nó mạnh. Đúng không? Ví dụ như anh em lên kim thì kim hết, mộc là mộc hết, cái nào cũng được. Thì thủ thì anh em bắt buộc phải thủ rồi. Ôi hình như hết rồi anh em ơi, đây còn viên này. Gì vậy má? Chắc là tại vì lụm được cái gì đó. Tắt mày cái đi. Thấy không? Chắc là tại lụm được vàng á nè. Đánh con quái nó ra vàng á, mình nhặt á nè. Sát thương bạo kích 10%. Má phải tỷ lệ bạo là phi phơi biết bao nhiêu mà nói. Sát thương bạo kích mà nó không có bạo, nó không có bạo thì quýnh ăn được ai đâu. Cho dù anh em có cái sát thương là 1000%, ví dụ như anh em ha, một ví dụ như là mình đánh thằng tớp đi, mình đánh thằng tớp mà khi nó ra bạo kích một cái mà thằng tớp nó chết luôn ha, cũng mình cũng coi như là sát thương bạo cao, nhưng mà thực chất là đánh nó không chết, tại vì nó không có ra tỷ lệ bạo á, nó không có ra bạo thì làm sao đánh nó chết được anh em, đúng không? Còn mình thì mình đánh chừng 30-40 phát gì đó, coi mảnh có 10 mảnh anh em ơi. Mảnh quyền võ chân thiên. Ôi mà sao lực chiến nó thấp quá ta. Nói chung là mát cấp nó thấp thì nó thấp thiệt, nhưng mà anh em coi nè. Để coi khi tấn công vào trạng thái cuồng bạo trong vòng 5 giây gây ra 28% sát thương. Sát thương bản thân nhận giảm 28%, nói chung là 5 giây cũng được nè, 5 giây cũng được. Tại vì nó có 10 quyển, mình không biết mình có 4 quyển, 5 quyển gì đó. Để coi. Đó này 6 đúng không? Cởi nó nè, đổi. Bèo thì bèo chấp nhận anh em ơi. Nói chung là tiền nào của đó đúng không? Đấy, 8 quyển rồi nè. Cũng im lắm nha, để coi anh em thấy nè, ở đây mình được đây quyển đúng không? Đó đây quyển nè. Đây quyển. Mà cái thằng này mới được quyển nữa ha, là ngon nha em. Nói chung là được quyển nữa là ngon đó. Ở đây được 8 mảnh rồi anh em ơi. Trời, chừng nào cái tính năng này nó mở ra thì tính thôi. Mình tính đó anh em biết không, mình tính mình lên cái boss cái boss mà của thằng Liên Server á. Boss thằng gì? Thằng Cũ Giang Lâm không phải. À thằng Thú Xâm Nhập. Giờ này không xem được nữa, nhưng mà giờ này không xem được cho nên là không ấy được. Mà không hiểu sao vô đánh con cái một con chết, là đánh con cái một con chết còn thua, mình đánh cho con quái 200, cái con boss 200 ở cái phần thằng thú Giáng Lâm đó. Không hiểu sao luôn, đánh không đánh một cái một là làm mình không có đam luôn.
Có nghĩa là hên lắm á, người nào đánh trúng trước á là người đó được đam. Mà người nào mà đi vòng vòng, ví dụ như boss ra canh sẵn đúng không, boss chưa ra mà đứng mình canh sẵn, cái mình đánh cái mình đi sang chỗ khác mà đánh cái họ quay lại mình có ăn được em. Còn nếu không thì thôi, anh em mà đứng chung với tớp rồi đánh không được, tớp đánh cái anh em chết à. Tới hậu thuẫn thì anh em đâu có điểm đâu, cay là cay cái đó đó. Trúng và bảo tăng được nhiêu ta, 4k mấy thôi anh em ơi, kệ đó. Cái này là phần thưởng nạp mà không có nhiều chứ, ít xíu à. Có cái này nhiều à, cái này nhiều khi mình cũng muốn chơi lắm anh em ơi. Mà cái con này nè, cái con này à, manh thố hiến lễ thì như nó cũng nằm trong cái sự kiện này đây nè. Cái gì vậy? Trời ơi, nó cũng nằm trong sự kiện này luôn anh em ơi. Nạp liên tục tích tiêu đúng không? Đó, tích lũy nạp đây nè. Không phải rồi anh em ơi, mình nhầm anh em. Nhớ nhầm rồi anh em ơi. Nó nằm chỗ nào á? Cay luôn anh em ơi, phải cái này mà nó còn 3 ngày nữa là ngon quá. 3 ngày nữa thì mình có thể mình làm nhiệm vụ mình nạp hết mình nhận được cái này nè. Hình như cái này là cây phi kiếm đúng không? Mộc Long kiếm linh. Hình như cái này là cây phi kiếm hay gì đúng không anh em? Lâu quá mình ngày xưa mình cũng có lên phi kiếm chứ, mình cũng có phi kiếm chứ, không phải không có đâu mà. Lúc đó là mình qua boss đi server là bắt đầu mình có thể bay trên mặt nước rồi anh em ơi, đi trên mặt nước nó dễ hơn rồi. Rồi, như vậy là tạm thời nó có nhiều đó anh em. Ngày mai nạp cái nữa bắt đầu sẽ lấy xong cái hoàn thành cái nhiệm vụ thái đấu này. Xong cái thái đấu bắt đầu chuyển qua siêu phàm. Thì ở đây anh em, khi nó nằm bên dưới này thì mình có thể xem được nè, có thể xem được cái lực chiến của nó. Còn mà nó mà lên trên đây như vậy mình không biết sao xem nó được luôn á. Này, ở đây ngắn không ăn. Ở đây thì có thể xem được, danh hiệu thì không được gì đúng không? Quan trọng là cái này bắt buộc phải mua, nói chung là mua cải đó anh em. Nhận cái này thì cũng không được bao nhiêu anh em ơi. Nhận là nhận chỗ này chứ không phải nhận chỗ này đâu, nó để chỗ này cho anh em ham vậy đó anh em ơi, chứ phải thực chất mà nhận trên ba cục trên đây nè. Rồi, như vậy là hôm nay là anh chỉ được có nhiêu đó anh em. Muốn tăng nữa thì cũng tăng không được. Muốn lên nữa lắm mà lên không nổi. Lực bắt đồng tâm rồi. Mình chả hiểu là nay là năm mới sao ta. Tết nửa năm mà nó cho quay ra mấy cái này thì nó bèo chết bà luôn á. Quên nữa chứ, nó đờn tán mình lỡ nó vô nó dính bản quyền chết luôn anh em ơi. Dính bản quyền là nó có 10 giây thôi là nó phải số cả một cái đoạn luôn. Rồi thì tạm thời thì trong ngày đầu tiên của cái quà VIP 4 nè, mua cái thái đấu thì ngày đầu tiên thì tạm thời tới đây nè. Nó mà mua thì mua từ từ anh em ơi, chứ anh em mà kêu mình mua một cái là mình cũng phải như tình nè. Tình nó giàu quá, nó là đại gia thì nó mua nhiều mình không nói rồi trông lại. Nhưng mà mình mua thì từ từ thôi anh em ơi, anh em theo dõi thì từ từ cũng biết hết à. Đó, thì mua cái quà VIP 4 này thì cũng từ từ ha. Anh em thông cảm nha anh em. Nói chung là của ít lòng nhiều, chứ bây giờ anh em kêu mình nạp cái một anh em chơi cái là mình bó tay luôn á. Là ngày mai khô máu luôn á anh em. Là mai khô máu không có gì để làm cho anh em được luôn á. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi tới đây nha. À, chúc anh em chơi game tăng nhiều lượt chiến nha. Quan trọng là chơi vui thôi anh em ơi. Chứ đừng có hơn thua gì chứ. Vô đánh không loại thì mình nạp tiền thôi vậy. Còn nạp tiền không loại thì mình cài giống gì hết. Ban ngày anh em cứ lo đi làm đi, ban đêm phải về chơi đánh gì hết. Mình có nhiều mình chơi nhiều thôi. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha anh em.